Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Thúy Nga cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Tin vui cho Kyiv. Ukraine sẽ có hỏa tiễn Taurus để đánh sập cầu Crimea. Chiến tranh sẽ kết thúc. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Ukraine gets Taurus missile update. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Các nhà lãnh đạo Đức và Anh đang cân nhắc một thỏa thuận trao đổi mới nhằm trao đổi và sản xuất thêm vũ khí cho Ukraine. Trong đó, Berlin không trực tiếp cung cấp hỏa tiễn hành trình Taurus được khi giúp yêu cầu. Là một bước đi mà Thủ tướng Olaf Scholz đã nhiều lần né tránh vì sợ leo thang căng thẳng giữa NATO với mặt tư khoa. Ngoại trưởng Anh David Cameron tuần trước bày tỏ sự ủng hộ của London đối với đề xuất này, đề nghị Anh sẽ nhận hỏa tiễn Taurus từ Đức. Điều này sẽ giải phóng thêm hỏa tiễn Storm Shadow để gửi tới Ukraine. Hôm Chủ nhật, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock, một trong hai đại diện hàng đầu của Đảng Xanh trong Liên minh Đèn Giao thông ba đảng do Scholz dẫn đầu, cho biết kế hoạch trao đổi vòng tròn là khả thi. Tờ Spiegel của Đức dẫn lời cô nói, có thể nói trao đổi vòng tròn là một phát minh của Đức. Đó sẽ là một lựa chọn và chúng tôi đã làm điều đó với các thiết bị khác cách đây một thời gian. Hỏa tiễn hành trình Storm Shadow Scud của Anh và Pháp lần đầu tiên được cung cấp cho Kyiv vào tháng 5 năm 2023 và chúng đã được sử dụng thành công trong các cuộc tấn công quan trọng nhằm vào các mục tiêu có giá trị cao của Nga. Ý tưởng về việc trao đổi hỏa tiễn giữa Đức và Anh lần đầu tiên được đưa ra vào tháng Giêng. Vào thời điểm đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius, một thành viên Đảng Dân Chủ Xã hội của Scholz, cho biết ông không biết về bất kỳ đề xuất nào như vậy. Mark Tư Khoa đã nhiều lần cảnh báo các nước NATO không cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine. Newsweek đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Nga qua email để yêu cầu bình luận về kế hoạch trao đổi hỏa tiễn có thể xảy ra. Các nhà lãnh đạo và chỉ huy Ukraine từng nói rằng Taurus sẽ tăng cường đáng kể khả thi tấn công tầm xa của quân đội. Đầu đạn mạnh mẽ của nó khiến loại vũ khí này đặc biệt phù hợp để sử dụng chống lại các mục tiêu cơ sở hạ tầng lớn, chẳng hạn như cầu eo biển Kursk chiến lược nối Crimea bị tạm chiếm với miền Tây nước Nga. Vấn đề đối với hỏa tiễn Taurus là huấn luyện việc sử dụng. Các tin tưởng chung cho rằng, quân Anh đang có mặt tại Ukraine để chỉ đạo việc bắn Storm Shadow và Scud. Họ có thể bắn Taurus một khi Đức giao loại hỏa tiễn này cho Vương quốc Anh. Các hỏa tiễn này có tầm bắn khoảng 300 dặm và phần lớn giống với vũ khí Storm Shadow và Scud về thiết kế và hoạt động. Nhưng Scholz và các đồng minh của ông ở Berlin đã do dự đi theo sự dẫn dắt của Anh, Pháp. Vì lo ngại rằng, việc cung cấp hỏa tiễn Taurus cho Kyiv sẽ bị Mark Tư Khoa hiểu là sự tham gia trực tiếp của Đức vào cuộc chiến. Scholz đã khiến các đồng minh xấu hổ vào tháng trước khi dường như tiết lộ rằng quân đội Anh và Pháp đang đóng vai trò quan trọng trong việc chỉ đạo các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn hành trình của Ukraine. Scholz nói về Taurus, đây là một loại vũ khí có tầm ảnh hưởng rất sâu rộng và những gì người Anh và người Pháp đang làm về mặt kiểm soát mục tiêu và hỗ trợ kiểm soát mục tiêu không thể thực hiện được ở Đức. Đức lại bị bẽ mặt ngay sau đó khi Nga tiết lộ một cuộc điện thoại được ghi âm của các quan chức quân sự cao cấp thảo luận về khả năng cung cấp hỏa tiễn Taurus cho Ukraine, lưu ý rằng chúng có thể được sử dụng để tấn công tàu eo biển Kursk. Trong cuộc gọi đó, các quan chức quân sự một lần nữa cho rằng quân đội NATO đồng minh đã hoạt động trên thực địa bên trong Ukraine. Không quân Ukraine đánh chìm một tàu chở dầu được dùng làm sở chỉ huy Nga. Trong cuộc họp báo tại Trung tâm Báo chí Kyiv hôm thứ Ba 12 tháng 3, phát ngôn nhân của lực lượng không quân Ukraine, Đại tá Yuri Ignat, đã công bố đoạn phim từ máy bay không người lái cho thấy một sở chỉ huy của Nga nằm trên một tàu chở dầu bị phá hủy trong một cuộc tấn công thành công. Đó là đoạn video quý vị và anh chị em đang xem thấy đây. Tôi cảm ơn các phi công vì màn trình diễn chiến đấu thành công của họ trước sở chỉ huy của kẻ thù, ông nói. Đại tá Yuri Ignat cho biết thêm,
cuộc tấn công thành công này là nhằm trả thù cho thiếu tá Andriy Katchenko. Hôm 8 tháng 3, anh hùng phi công Andriy đã liều mình lao xuống bắn cháy 4 chiếc xe tăng Nga đang tấn công lữ đoàn 3 biệt động quân tại Badechi. Anh bị phòng không của Nga bắn trúng khi đang lao xuống tiêu diệt chiếc xe tăng thứ 5. Lữ đoàn 3 biệt động quân đã tìm được xác người anh hùng này ở địa điểm máy bay bị rơi. Người anh hùng bỏ lại vợ và đứa con trai 6 tuổi, đã ra đi trong sự thương tiếc của cả hai lực lượng không quân và biệt động quân Ukraine. Nhà lãnh đạo NATO, Ukraine gần trở thành thành viên NATO hơn bao giờ hết. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói trong một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson rằng đầu hàng không phải là hòa bình đối với Ukraine, đồng thời nói thêm rằng chỉ có Tổng thống Nga mới là người chịu trách nhiệm chấm dứt chiến tranh. Khi được hỏi liệu Ukraine có sớm nhận được lời mời của NATO hay không, ông nói Ukraine sẽ trở thành đồng minh của NATO. Câu hỏi không phải là nếu, mà là khi nào. Ukraine giờ đây đã gần trở thành thành viên NATO hơn bao giờ hết. Ông cho biết ông tin tưởng rằng Thụy Điển sẽ là một đồng minh rất cam kết và ca ngợi năng lực quốc phòng cũng như ngành công nghiệp quốc phòng đẳng cấp của nước này. Stoltenberg nói rằng việc Thụy Điển gia nhập NATO là quan trọng đối với Thụy Điển, đối với NATO và đối với cá nhân tôi. Là một người Na Uy, ông cho biết ông đã theo dõi Thụy Điển trong nhiều năm và không bao giờ dám mơ rằng khi bắt đầu đảm nhiệm chức vụ Tổng thư ký NATO vào năm 2014, ông sẽ giám sát việc gia nhập của Thụy Điển và Phần Lan trong nhiệm kỳ của mình. Ông nói, điều này chứng tỏ rằng cánh cửa của NATO đang rộng mở. Kristersson nói rằng, Thụy Điển hiện là thành viên đáng tự hào của NATO và cam kết sự đoàn kết sẽ là ngọn đèn dẫn đường của Thụy Điển với tư cách là thành viên NATO. Nhắc lại những bình luận trước đó, ông cho biết Thụy Điển đã trở về nhà với NATO và nước này đang bước vào một kỷ nguyên mới. Tuy nhiên, ông cho biết đất nước của ông sẽ không lưu trữ vũ khí hạt nhân trên đất Thụy Điển trong thời bình, một quyết định mà ông cho rằng đang được liên minh hoàn toàn tôn trọng. Tại lễ chào cờ chính thức được tổ chức dưới trời mưa, Stoltenberg đã nói tiếng Thụy Điển đối với tất cả người Thụy Điển. Tôi nói, chào mừng đến với NATO. Bản đồ chiến tranh Ukraine cho thấy, sau chiến thắng ở Avdiivka, cuộc tấn công của Nga đã bị khựng lại. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề, Ukraine war map shows Russian offensive stalling after Avdiivka win. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh. Bước tiến gần đây của lực lượng Nga trên mặt trận phía đông Ukraine dường như đang khựng lại khi các đơn vị chiến đấu của Kyiv thiết lập các tuyến phòng thủ mới sau khi Avdiivka thất thủ vào tháng trước. Quân đội Ukraine dường như đã tránh được sự sụp đổ đáng sợ của các tuyến phòng thủ địa phương sau khi họ rút khỏi Avdiivka vào tháng 2, sau nhiều năm chiến đấu cam go tại khu định cư kiên cố ở Donetsk, phía đông đất nước. Lực lượng Nga đã đạt được những bước tiến hạn chế tại các điểm khác dọc theo mặt trận Donetsk, mặc dù điều này không dẫn đến sự đột phá phòng tuyến Ukraine ở đó. Bản cập nhật tình hình chiến trường hôm Chủ nhật của Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết, Nga vẫn tiếp tục có các cuộc giao tranh giành giật từng vị trí, nhưng không đạt được lợi ích đáng kể nào. Tờ New York Times cuối tuần này đưa tin rằng, bước tiến chậm chạp của Nga đã bị sa lầy xung quanh các làng Berdychi, Olivka và Tonenke ở Donetsk, nơi vùng đất trống bên ngoài Avdiivka khiến các cuộc tấn công trở nên khó khăn hơn. Kyiv được cho là đã điều động một số đơn vị tốt nhất của mình để chống lại cuộc tấn công của Nga ở đây, bao gồm một số đơn vị được trang bị xe thiết giáp và xe tăng do Mỹ sản xuất. Dmytro Likovy, phát ngôn nhân của nhóm phía đông Tarikris của Ukraine, nói với truyền hình Ukraine hôm thứ Sáu rằng tình hình ở hướng Avdiivka đã ổn định và cuộc tấn công của Nga đã thực sự dừng lại. Likovy nói, quân đội Nga đang thực hiện các hoạt động nhỏ theo hướng này mang tính chất địa phương. Hoạt động tích cực nhất
là hướng Novopavlovsky, nơi quân đội Nga đang tập trung nỗ lực chính sau khi quân Ukraine rút khỏi Avdiivka. Mặc dù bước tiến của Nga đã chậm lại, nhưng vẫn còn những lo ngại nghiêm trọng về vị thế của Ukraine sau hơn 2 năm chiến tranh toàn diện. Các chỉ huy trên chiến trường và lãnh đạo ở Kyiv đã nhiều lần cảnh báo rằng quân đội Ukraine thiếu vũ khí và đạn dược cần thiết để ngăn chặn và đảo ngược những thắng lợi của Nga. Cả Âu Châu và Mỹ đều không duy trì được nhịp độ hỗ trợ quân sự phù hợp. Các quốc gia thuộc Liên minh Âu Châu vào tháng trước đã đồng ý gói viện trợ mới trị giá 55 tỷ Mỹ Kim cho Kyiv, nhưng không thể cung cấp 1 triệu quả đạn pháo như đã hứa vào năm ngoái. Gần đây hơn, Cộng hòa Tiệp cho biết họ sẽ huy động đủ kinh phí để mua 800.000 quả đạn pháo để sử dụng ở Ukraine. Thỏa thuận vẫn chưa được thống nhất. Trong khi đó, ở Mỹ, tình trạng bế tắc đảng phái ở Washington, D.C. đang chứng tỏ diễn biến đáng lo ngại nhất gần đây đối với nỗ lực chiến tranh của Ukraine. Dự luật viện trợ trị giá 95 tỷ Mỹ Kim được đề xuất nhằm hỗ trợ Ukraine, Israel và Đài Loan vẫn tiếp tục bị ngăn chặn. Quân đội Ukraine đã rút khỏi Avdiivka trước sự tấn công của quân Nga với lý do gói viện trợ của Mỹ bị mắc kẹt là yếu tố chính. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã cảnh báo vào tháng 2, việc giữ Ukraine trong tình trạng thiếu hụt vũ khí giả tạo, đặc biệt là thiếu hụt đạn pháo và khả năng tầm xa, cho phép Putin thích ứng với cường độ hiện tại của cuộc chiến. NATO di chuyển hỏa tiễn đến gần biên giới Nga. Các nước NATO đang triển khai mô hình phòng không luân phiên đóng tại Lithuania để đáp lại lời kêu gọi từ các quốc gia vùng Baltic muốn tăng cường khả năng phòng thủ của Âu Châu trong khu vực. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania Arvydas Anušauskas, người đã nói về mô hình phòng thủ tại cuộc họp báo hôm thứ Hai, các hệ thống phòng thủ sẽ đi vào hoạt động ở quốc gia của ông vào cuối năm nay. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius vào mùa hè, các nước NATO đã đồng ý tạo ra một hệ thống luân phiên, trong đó các nước đồng minh sẽ triển khai hệ thống phòng không tới các nước vùng Baltic trong một khoảng thời gian. Anušauskas không nêu rõ nước phương Tây nào tham gia vào đợt lắp đặt hệ thống phòng không đầu tiên ở Lithuania, nhưng nói rằng thiết bị này bao gồm hệ thống hỏa tiễn Đức đối không Patriot. Quan chức quốc phòng nói với các phóng viên rằng Patriot được cung cấp bởi một đồng minh Âu Châu chứ không phải Mỹ. Anušauskas cho biết kỳ vọng là nguyên tắc này sẽ không chỉ xảy ra trong vài tháng mà sẽ bao trùm tất cả các tháng theo lịch của chúng tôi và tăng đáng kể khả năng phòng không của chúng tôi. Một số nước Âu Châu đã nêu quan ngại rằng cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine cuối cùng có thể dẫn đến xung đột lớn hơn giữa mặt tư khoa và NATO. Liên minh quân sự này đã thực hiện một số bước để củng cố hệ thống phòng thủ dọc biên giới phía đông trong những tháng gần đây, bao gồm việc tiến hành huấn luyện vào mùa xuân cho hơn 90.000 quân từ tất cả 32 quốc gia thành viên ở các quốc gia có chung biên giới với Nga, chẳng hạn như Liên minh quân sự Nga, các nước vùng Baltic và Ba Lan. Lithuania, Latvia và Estonia là một trong những thành viên lớn tiếng nhất của NATO đã thúc giục khối phương Tây chuẩn bị cho cuộc tấn công tiếp theo của Nga trong khu vực. Ví dụ, cơ quan tình báo đối ngoại của Estonia cho biết Nga đang chuẩn bị cho cuộc chiến chống lại các nước NATO trong vòng 10 năm tới. Căng thẳng vẫn ở mức cao giữa mặt tư khoa và phương Tây trong suốt cuộc chiến ở Ukraine, nơi được các thành viên NATO rõ ràng ủng hộ. Putin đã đổ lỗi ảnh hưởng của liên minh này đối với chính phủ Ukraine là một trong những lý do khiến đất nước của ông bị buộc vào chiến tranh. Putin cũng nói rằng cuộc xung đột kéo dài hơn 2 năm không thể kết thúc cho đến khi Ukraine đồng ý giữ thái độ trung lập. Điện Cẩm Linh đã cáo buộc phương Tây kéo dài cuộc chiến ở Ukraine bằng cách củng cố khả năng quân sự của Kyiv, đồng thời cảnh báo vào cuối tháng trước rằng NATO sẽ vượt quá giới hạn nếu các thành viên đồng minh gửi quân đội của họ đến chiến đấu ở Ukraine. Mặc dù không có quốc gia NATO nào chỉ ra kế hoạch làm như vậy, nhưng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nói với các phóng viên vào tháng trước rằng không nên loại trừ bất cứ điều gì trong nỗ lực ngăn cản Nga giành chiến thắng trong cuộc chiến này.
Tình báo Mỹ cảnh báo về việc Bắc Hàn sử dụng vũ khí hóa học. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề US Intel sounds alarm on North Korean's use of chemical weapons. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Một báo cáo tình báo mới của Mỹ công bố hôm thứ Hai đã đưa ra cảnh báo về việc Bắc Hàn triển khai vũ khí hóa học cùng với các mối đe dọa khác từ vương quốc ẩn dật này. Báo cáo này là bản đánh giá mối đe dọa toàn cầu hàng năm của Cộng đồng Tình báo Mỹ do Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia biên soạn. Trong đó thảo luận về các hành động và động thái gần đây của các quốc gia đối kháng với Mỹ như Trung Quốc và Nga, cũng như tình trạng của một số loại tấn công nhất định, bao gồm tấn công hạt nhân và tấn công mạng. Trong số các thông tin có trong báo cáo, có thông tin chi tiết về Bắc Hàn, quốc gia Đông Á bị cô lập và vi phạm nhân quyền tàn bạo, khét tiếng với các mối đe dọa thường xuyên chống lại Nam Hàn và Mỹ. Tại một thời điểm, báo cáo lưu ý Bắc Hàn sử dụng vũ khí hóa học, trong khi thảo luận về những cách thức mà chúng được sử dụng bên ngoài các hoạt động quân sự của từng quốc gia và có thể phát triển trong tương lai. Báo cáo giải thích, việc sử dụng vũ khí hóa học, đặc biệt là trong các tình huống không phải là hoạt động quân sự cấp nhà nước, có thể gia tăng trong tương lai gần. Trong thập kỷ qua, các chủ thể nhà nước và phi nhà nước đã sử dụng tác nhân chiến tranh hóa học trong nhiều tình huống khác nhau, bao gồm việc quân đội Syria sử dụng khí clo và sarin chống lại các nhóm đối lập và dân thường, cũng như việc Bắc Hàn và Nga sử dụng chất độc hóa học trong các vụ giết người có chủ đích. Nhiều chủ thể nhà nước hơn có thể sử dụng hóa chất trong các hoạt động chống lại những người bất đồng chính kiến, những người đào thoát và những đối phương được cho là khác của nhà nước, người biểu tình dưới chiêu bài trấn áp tình trạng bất ổn trong nước, hoặc chống lại dân thường, hoặc người tị nạn của chính họ. Đáng chú ý, Bắc Hàn bị cáo buộc dàn dựng âm mưu ám sát ông Kim Jong-nam, anh trai lãnh đạo Kim Chính Ân, bằng vũ khí hóa học, chất độc thần kinh VX, được hai người phụ nữ vô tình bôi lên mặt ông tại một phi trường ở Mã Lai Á. Ở những nơi khác, báo cáo cho biết Bắc Hàn và ông Kim sẽ tiếp tục tìm kiếm quan hệ đối tác với các đồng minh nước ngoài quan trọng khi nước này theo đuổi sự ổn định kinh tế, an ninh và sự chấp nhận toàn cầu như một cường quốc hạt nhân. Tất cả những điều đó đã bị cản trở bởi gần hai thập kỷ căng thẳng nghiêm trọng. Các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc và lệnh phong tỏa do dịch bệnh COVID-19 mà nước này tự áp đặt. Báo cáo giải thích, ngày nay, họ đang theo đuổi mối quan hệ chặt chẽ hơn với Trung Quốc và Nga với mục tiêu tăng cường lợi ích tài chính, hỗ trợ ngoại giao và hợp tác cuối cùng. Kim gần như chắc chắn không có ý định đàm phán để loại bỏ chương trình hạt nhân của mình, chương trình mà ông cho là bảo đảm cho an ninh chế độ và lòng tự hào dân tộc. Ngoài ra, Kim có lẽ hy vọng rằng ông có thể sử dụng mối quan hệ quốc phòng đang phát triển với Nga để theo đuổi mục tiêu đạt được sự chấp nhận của quốc tế với tư cách là một cường quốc hạt nhân. Là một phần của mục tiêu này, báo cáo lưu ý rằng Bắc Hàn đã cung cấp đạn dược cho Nga để sử dụng trong cuộc xâm lược Ukraine đang diễn ra. Theo Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí, tính đến tháng Giêng năm 2023, Bắc Hàn ước tính có khoảng 30 đầu đạn hạt nhân và có sẵn vật liệu để chế tạo thêm từ 50 đến 70 đầu đạn nữa. Nhà lãnh đạo NATO, Thụy Điển gia nhập liên minh cho thấy chiến lược chiến tranh Ukraine của Putin đã thất bại. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng việc Thụy Điển gia nhập liên minh cho thấy Vladimir Putin thất bại trong chiến lược làm suy yếu quốc gia này trong cuộc chiến Ukraine. Cuộc xâm lược của Điện Cẩm Linh không chỉ khiến các quốc gia trước đây không liên kết là Thụy Điển và Phần Lan phải đặt dưới sự bảo trợ phòng thủ của NATO, mà giờ đây Ukraine đang tiến gần đến tư cách thành viên NATO hơn bao giờ hết, ông Stoltenberg nói. Bình luận của ông khi đứng cạnh Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson được đưa ra ngay trước khi lá cờ của Thụy Điển được treo trên cột cờ bên ngoài trụ sở Brussels của NATO trong buổi lễ đánh dấu Thụy Điển trở thành quốc gia thành viên thứ 32 của Liên minh.
Khi Putin phát động cuộc xâm lược toàn diện cách đây 2 năm, ông ấy muốn có ít NATO hơn và có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với các nước láng giềng. Ông ấy muốn tiêu diệt Ukraine với tư cách là một quốc gia có chủ quyền, nhưng đã thất bại. Ông Stoltenberg nói. Ông nói thêm, NATO lớn hơn và mạnh hơn. Chiến đấu cơ tàng hình F-35A được phép mang bom hạt nhân. Máy bay phản lực tàng hình F-35A do nhiều nước NATO vận hành đã được chứng nhận có thể mang theo vũ khí hạt nhân, trở thành máy bay thế hệ thứ 5 đầu tiên được phép lắp những quả bom như vậy. Bruce Gomery, phát ngôn nhân của Văn phòng Chương trình Hỗn hợp F-35 nói với Breaking Defense rằng chiến đấu cơ tấn công chung F-35A do Lockheed Martin sản xuất đã được phê duyệt để mang bom nhiệt hạch B-61-12. Tạp chí kỹ thuật số đưa tin, động thái này có nghĩa là các máy bay phản lực tàng hình đa năng sẽ chính thức có khả năng kép, có thể mang cả vũ khí thông thường và hạt nhân. Điều này khiến F-35A trở thành máy bay thế hệ thứ 5 đầu tiên có khả năng hạt nhân. Gomery nói, ông nói thêm rằng nước này đã nhận được chứng nhận hạt nhân vào giữa tháng 10, sớm hơn nhiều tháng so với kế hoạch, và sẽ mang lại cho Mỹ và NATO khả năng quan trọng nhằm hỗ trợ các cam kết răn đe mở rộng của Mỹ sớm hơn dự kiến. Douglas Berry, thành viên cao cấp về hàng không vũ trụ quân sự của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, gọi tắt là IISS, nói với Newsweek rằng máy bay F-35A sẽ là cốt lõi của năng lực máy bay có khả năng kép của NATO. Barrier cho biết, F-35A được trang bị bom hạt nhân B-61-12 sẽ trở thành tiêu chuẩn cho sứ mệnh máy bay có khả năng kép của Liên minh. Máy bay mới thay thế các loại máy bay cũ và kém khả năng sống sót hơn. Quân đội Hà Lan hồi tháng 11 cho biết những chiếc F-35 của họ đã nhận được chứng nhận ban đầu về khả năng răn đe. Nước này chỉ vận hành F-35A. F-35A là biến thể được sử dụng rộng rãi nhất của dòng F-35. Singapore công bố vào cuối tháng trước rằng họ sẽ mua 8 chiếc F-35A để thay thế phi đội máy bay phản lực F-16 đã cũ. F-35B được Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ, quân đội Anh và không quân Ý sử dụng, được thiết kế để hạ cánh thẳng đứng và cất cánh trong khoảng ngắn. F-35C được chế tạo đặc biệt dành cho các hàng không mẫu hạng. Tổng cộng có 18 quốc gia tham gia chương trình F-35. Vào tháng 7 năm 2023, cựu Tổng Giám đốc Lockheed Martin F-35, Tom Burbage, nói với Newsweek rằng cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine đã thúc đẩy một số quốc gia chuyển sang sử dụng F-35 trong một môi trường an ninh đang thay đổi nhanh chóng. Burbage cho biết thêm, một số quốc gia này đã cân nhắc việc mua F-35 trước đầu năm 2022. Ông nói, khi các quân đội lớn có ảnh hưởng trên toàn cầu chuyển sang sử dụng F-35, điều đó sẽ giải phóng F-16 cho các lực lượng không quân như của Ukraine. Những chiếc F-16 đang dần trở nên dư thừa vì các đơn đặt hàng F-35. Thống chế không quân đã nghỉ hưu Greg Bagwell, cựu chỉ huy cao cấp của lực lượng không quân Hoàng gia Anh, gọi tắt là RAF, nói với Newsweek vào thời điểm đó. Các phi công Ukraine dự kiến sẽ bay lên bầu trời đất nước bị chiến tranh tàn phá này trong vài tháng tới. Tờ New York Times hôm thứ Hai đưa tin, Kyiv có thể triển khai chiếc F-16 đầu tiên chống lại Nga vào tháng 7 năm nay. Chuyên gia nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho biết chính phủ Nga chịu trách nhiệm về cái chết của Alexei Navalny. Chuyên gia nhân quyền của Liên Hiệp Quốc về Nga cho rằng cái chết của Alexei Navalny là trách nhiệm của Mạc Tư Khoa vì ông này hoặc bị giết trong tù hoặc chết vì bị giam giữ trong điều kiện giống như bị tra tấn. Vì vậy, chính phủ Nga phải chịu trách nhiệm bằng cách này hay cách khác về cái chết của ông ấy. Mariana Kasarova nói với Reuters bên lề một sự kiện về các tù nhân chính trị Nga tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva. Giám đốc tình báo Nga trước đó cho biết Navalny, người chết vào ngày 16 tháng 2 trong nhà tù ở Bắc Cực, đã chết một cách tự nhiên. Điện Cẩm Linh đã phủ nhận liên quan đến cái chết của ông, nhưng các nhà lãnh đạo phương Tây cho biết
Họ buộc Điện Cẩm Linh phải chịu trách nhiệm về việc này. Kasparova cảnh báo rằng những người bị giam giữ khác ở Nga có thể chịu chung số phận như Navalny, đồng thời nói rằng cô rất lo lắng về chính trị gia đối lập Vladimir Kara-Murza cùng những người khác. Kể từ cái chết của Alexei Navalny, không ngày nào trôi qua mà tôi không tự hỏi, tiếp theo Navalny là ai? Cô ấy nói, và chắc chắn sẽ có một Navalny tiếp theo với mức độ đàn áp như thế này. Nga nhắm đến một mục tiêu mới của Ukraine. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Russia sets sights on new Ukraine target. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Theo quân đội Ukraine, Nga tăng cường các cuộc tấn công vào làng Novomykhailivka của Donetsk khi Mạc Tư Khoa tăng cường áp lực lên các lực lượng phòng thủ của Ukraine cản đường Nga về phía Tây. Đại úy Dmytro Likovy, phát ngôn nhân của nhóm lực lượng Taria của Ukraine được triển khai ở miền đông Ukraine cho biết, các lực lượng Nga đã hoạt động tích cực hơn vào hôm thứ Hai xung quanh khu định cư Novomykhailivka, phía nam làng Marinka do Nga kiểm soát. Nga cũng đã tăng cường hoạt động xung quanh các thị trấn phía tây nam Novomykhailivka. Likovy nói với tin tức Ukraine trong bài phát biểu được truyền thông Ukraine đưa tin. Yaroslav Chepony, phát ngôn nhân của lữ đoàn 79 dù của Ukraine nói với Newsweek hôm thứ Hai rằng do tranh đang rất căng thẳng và khó khăn xung quanh Novomykhailivka. Ông nói, Nga đang tấn công các vị trí của Ukraine bằng cả bộ binh và xe thiết giáp. Quân đội Ukraine sáng sớm thứ Hai cho biết lực lượng của họ đã chiến đấu chống lại các cuộc tấn công của Nga ở Novomykhailivka, cũng như các khu định cư lân cận Krasnohorivka và Heorivka ở phía tây bắc và phía tây Marinka. Ukraine cho biết, Kyiv đã ghi nhận 25 cuộc tấn công của Nga vào khu vực tiền tuyến này trong ngày qua. Likovy nói, các lực lượng địch muốn tiến lên và tiếp tục tấn công các làng Novomykhailivka, Heorivka và gần thành phố Krasnohorivka. Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Hai cho biết họ đã đẩy lùi một cuộc tấn công từ lữ đoàn 79 dù xung quanh Novomykhailivka. Mạc Tư Khoa cho biết, lực lượng Ukraine đã mất tới 180 chiến binh dọc theo tuyến tiền tuyến này trong ngày qua. Ukraine hồi đầu tháng cho biết, Nga đang tập trung nguồn lực xung quanh Novomykhailivka. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh gọi tắt là ISW của Mỹ, các đoạn phim được định vị địa lý từ đầu tháng này cho thấy lực lượng Nga đang tiến về hướng Novomykhailivka. Nga đã tung các nguồn lực vào các tuyến phòng thủ của Ukraine gần thủ phủ khu vực Donetsk do Mạc Tư Khoa kiểm soát trong nhiều tháng. Vào giữa tháng 2, các lực lượng Ukraine đã rút khỏi khu định cư chiến lược Avdiivka ở phía tây bắc thành phố và các lực lượng Nga đã nhích dần về phía tây trong những tuần kể từ đó. Nga cũng liên tục tấn công về phía tây nam thành phố Donetsk và giành quyền kiểm soát là Marinka vào tháng 12 năm 2023. Mạc Tư Khoa cũng đã triển khai cái mà tổ chức nghiên cứu ISW gọi là chiến dịch tấn công đa trục gắn kết gần các thành phố phía đông bắc Stavro, Kremina và Kubianska, một trung tâm hỏa xa quan trọng. Vào cuối tháng 2, chỉ huy lữ đoàn 13 của lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine nói với Newsweek Nga đang có một số thành công trong lĩnh vực tiền tuyến này. Các lực lượng Nga đã tiến về phía tây nam khu định cư bị tàn phá Vuhleda, phía tây nam Novomykhailivka, ISW đánh giá hôm Chủ nhật. Bộ Quốc phòng Belarus bắt đầu cuộc kiểm tra lớn về khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang. Bộ Quốc phòng Belarus cho biết nước này đã bắt đầu kiểm tra toàn diện khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang. Theo Bộ Quốc phòng, cuộc tập trận sẽ bao gồm việc di chuyển các thiết bị quân sự cũng như huấn luyện nhân viên bắn đạn thật. Belarus, một đồng minh thân cận của Nga, đã hỗ trợ hậu cần cho Mạc Tư Khoa trong suốt cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine. Alexander Lukashenko, Tổng thống Belarus từ năm 1994, đã ủng hộ cuộc xâm lược của Nga
bằng cách cho phép Mạc Tư Khoa sử dụng lãnh thổ của mình để phát động chiến tranh, nhưng phải đối mặt với một nền kinh tế tê liệt và phụ thuộc nhiều vào thương mại với Nga. Kyiv cho biết giải Oscar được trao cho 20 Days in Mariupol là một thành công quan trọng cho thế giới thấy sự thật về tội ác của Nga. Bộ phim do nhà làm phim người Ukraine Mstislav Chernov đạo diễn đã giành giải Oscar phim tài liệu hay nhất tại một buổi lễ ở Los Angeles vào tối Chủ nhật. Nó mô tả cảnh giao tranh ác liệt và các cuộc oanh tạc từ trên không của Nga từ bên trong thành phố cảng Mariupol phía nam trong những ngày đầu tiên sau khi Nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào năm 2022. Andriy Yermak, chánh văn phòng của Tổng thống Volodymyr Zelensky, đã ca ngợi chiến thắng là giải Oscar đầu tiên của Ukraine vào hôm thứ Hai. Thế giới đã nhìn thấy sự thật về tội ác của Nga. Công lý đang chiến thắng, ông nói. Nga đã tấn công Mariupol một cách tàn bạo hơn 2 năm trước. Bộ phim 20 Days in Mariupol mô tả sự thật về chủ nghĩa khủng bố ở Nga. Ông Zelensky nói hôm thứ Hai, Tổng thống Ukraine cảm ơn đội ngũ sản xuất phim và nói rằng điều đó cho phép Kyiv lên tiếng lớn về cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn. Và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô.